Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh truyền hình ô tô Pika TV. Trong bản tin của chúng tôi ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua các tin tức về thị trường ô tô mới nhất sẽ có trong chương trình. Giá xe VinFast President dự kiến VinFast President dự kiến sẽ cạnh tranh với Lexus LX570 hay BMW X7, do đó giá xe có thể lên tới khoảng hơn 6 tỷ đồng. VinFast kể từ thời điểm công bố sản xuất xe hơi đến khi ra mắt phiên bản concept đầu tiên chỉ trong vòng khoảng hơn một năm ngắn ngủi. Hai phiên bản Lux A2.0 và Lux S2.0 đã chính thức ra mắt công chúng quốc tế tại triển lãm Paris 2018 lần đầu tiên vào tháng 10 cùng năm và sau đó là người tiêu dùng trong nước vào một tháng sau đó cùng với mẫu xe hạng A Sau khoảng 6 tháng, phiên bản thương mại của ba mẫu xe này được bàn giao đến khách hàng trong nước. Chưa dừng lại tại đó, VinFast tiếp tục mở rộng đội hình sản xuất với một mẫu xe sử dụng động cơ mạnh mẽ hơn, Lux V8 Concept. Theo một số nguồn tin, phiên bản thương mại của mẫu xe này dự kiến sẽ sớm ra mắt với tên gọi chính thức VinFast President. Hiện tại, mọi thông tin về mẫu xe mới của VinFast vẫn được dự kín. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, President sẽ xếp ngang hàng, hàng, hàng với Lexus LX570 hay BMW X7. Dựa trên cơ sở này, nhiều người dự đoán xe lên tới hơn 6 tỷ. VinFast President đã xuất hiện tại triển lãm Geneva Motor Show 2019 với khối động cơ 6.2 lít V8 mạnh mẽ cho công suất tối đa 455 mã lực, mô men xoắn cực đại 624 Nm kết hợp dẫn động 4 bánh, hộp số ZF 8 cấp. Với sức mạnh này, xe có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 300 km h Nhờ các thỏa thuận hợp tác với thương hiệu quốc tế, VinFast President có thể sẽ được phát triển lên hệ thống khung gầm của Đức. Các trang thiết bị tiện nghi và an toàn sẽ xứng đáng với một mẫu xe đắt đỏ. VinFast President sẽ sở hữu một diện mạo ấn tượng, sang trọng và đẳng cấp như phần đuôi xe với ống xả kép, mâm xe 22 inch cỡ lớn, vật liệu sợi carbon da lộn. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng ở mức suy đoán. VinFast chưa công bố thêm bất cứ thông tin nào về mẫu xe mới VinFast President. Nhưng mẫu xe VinFast hiện đã hết chương trình ưu đãi 30 và quay về mức giá thực Tuy nhiên, khách hàng có thể mua được xe với giá hấp dẫn nhờ chương trình hỗ trợ của chính phủ giảm 50% phí trước bạ đối với dòng xe lắp ráp sản xuất trong nước. Bên cạnh đó, hàng xe Việt thường xuyên tung ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mua xe tùy thuộc vào từng thời điểm. Ngay sau khi công bố doanh số bán hàng hàng tháng, có tới 2 phần 3 sản phẩm của VinFast lò vào top xe bán chạy nhất thị trường đến thời điểm hiện tại, Vinfast Fadil tiếp tục duy trì vị trí bán xe chạy nhất phân khúc hạng A và Lux A.0 là mẫu bán xe chạy nhất phân khúc hạng D. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để luôn cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn nhất về thị trường ô tô đến từ BKTV nhé.